Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tin nóng showbiz ngày hôm nay, Lý Dịch Phong lại lộ clip chiều lời diện lên bìa Madame Figaro. Nhất bác mạnh tay trừng trị, thêm biến căng. Hoa ngữ hôm nay có gì cùng điểm lại một số tin tức tiêu biểu tại bài viết này. Cô đường nhọn của hai người do Ngô Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính xác nhận lên sóng Youku kể từ ngày 15 tháng 9. Một số tin đồn cho biết Dương Tử và Vương Hạc Đệ sẽ diễn chính trong bộ phim cổ trang đề tài huyền nghi Phong Nguyệt Cẩm Nang. Bộ phim sẽ được quay làm hai phần. Hiện tại từ khóa liên quan đến phim nhanh chóng leo lên hot search. Hình ảnh Triệu Lộ Tư ngọt ngào trên phim trường vụn trộm không thể giấu được tung ra mới đây. Chỉ sẵn chia sẻ thông tin tài khoản Weibo mới lập, cô cho biết sẽ chia sẻ cuộc sống hàng ngày và đòi lại quyền lợi cho bản thân tại tài khoản này. Địa chỉ IP hiện thị ở Trùng Khánh. Tuy nhiên sau ít phút, tài khoản của chị Sạng đã bay màu. Sau khi bộ phim mới của Trương Hàn phát sóng và nhận về nhiều chỉ trích, thì mới đây netizen lại phát hiện trong phim có một cảnh quay Trương Hàn để tay lên phần ngực của bạn diễn nữ, khiến mọi người thắc mắc không biết là vô tình hay cố tình. Bộ phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn tung poster đầu tiên và tổ chức lễ khai máy vào hôm nay. Diễn viên chính Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh, Phương Nhật Luân, Hà Lam Đậu, Trần Hạo Vũ, Diệp Thanh. Triệu Lệ Dịn hiện tại sẽ không nhận phim mới, cô ấy dự định sau dự Phượng Hành sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Triệu Lệ Dịn khoe nhan sắc trên bìa Madame Figaro tháng 9. Phòng làm việc với Nhất Bác gần đây đã ra văn bản nói về loạt tin đồn thất thiệt. Gần đây có một số bộ phận người tung tin bịa đặt về nghệ sĩ của công ty với Nhất Bác đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của ngài với Nhất Bác. Đây là hành vi vu khống xúc phạm, yêu cầu cá nhân nền tảng liên quan xóa và dừng lan truyền tin bịa đặt. Đồng thời công ty đã báo án về việc tung tin đồn ác ý này vào hôm nay, cùng ủy thác cho luật sư bảo vệ quyền lợi của ngài với Nhất Bác, tuyệt đối không tha thứ. Lý Dịch Phóng mất 500.000 fan sau scandal. Cung Tuấn và Dương Mịch trong hậu yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng. Sáng nay, netizen xứ Trung một lần nữa xôn xao trước hình ảnh được cho là leak ra từ một clip nóng. Đáng chú ý, nhân vật nam trong clip có góc nghiêng tương đối giống với Lý Dịch Phong, tuy nhiên nhiều nghi vấn về độ chính xác vẫn được đặt ra. Dương Mịch rất hào phóng, dù có quan hệ hay không có quan hệ, chỉ cần mượn miệng vay cô ấy là cô ấy sẽ cho vay. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.